Ui, có mùi gì nhỉ? Có mùi gì vậy? Ui, cứ đưa nó quay anh à. Làm sao đây? Con rắn đi nào, ôi trời ơi, 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 con rắn đi nào, ôi trời ơi
đây chắc con lại hổ mang rồi anh. Đây chỉ có hổ mang thôi. Đưa nhanh đi viện nhanh thằng trước. Không thấy, vừa thấy chỗ này mà. Đưa nhanh anh ơi. Nguy hiểm đấy, anh em cẩn thận. Mong là con này con đang ráo rồi. Đây. Khúc to lắm. Đâu thế? Đây, chỗ này. Đây. Ui, thằng ráo nhỉ, không phải. Ủa, con này con đéo gì nhỉ? Ui, bé, cú hết. Đỏ lắm. Ủa, ai sơ cứu cho bá đi, không cho bá đi đi. Mong không phải đánh độc. Màu này chắc hình như hổ trâu ấy. Đấy, hổ trâu ngon. Nè, ngồi ra nè. Ui, dài lắm. Ui, hổ trâu không? Đéo phải trâu. Vậy à, giống chúa lắm anh em ạ. Chúa sao ấy? Ôi, hổ trâu. Chúa. Này, cái đó là như này. Sơ cứu cho bà ấy xong rồi đi ngay. Thế là hổ mang chúa cắn rồi. Ui giời, anh ơi, qua đâu. Hổ mang chúa rồi mọi người, chết rồi. Sao này chúa rồi. Để anh nhìn cái đầu của nó là phát hiện ra ngay này. Không cần nhìn người, đấy nhìn đầu chưa. Hổ chúa rồi. Chết rồi. Làm sao, bà bị làm sao? Mà ồ, chết rồi. Chắc là vườn đấy, đấy củi đây nấu rượu ấy. Nấu rượu cho ngày đang nấu rượu mà. Anh em bảo cho bà ấy, sơ cứu cho bà ấy đi luôn đi. Mẹ con này cắn nguy hiểm lắm. Đâu rồi? Đấy. Từ từ thôi. Ui nó dài này. Ui dài. Ê, cái con này nó cắn người rồi mọi người ạ. Thiệt thôi. Không biết. Anh đoạn này sơ cứu nhá. Ui sơ cứu. Lại. Ui. Ui nó bó kìa. Từ từ anh em tôi biết cái sơ cứu là phải sơ cứu, đưa cho bà đi bệnh viện ngay. Ui. Đây, anh ơi. Cẩn thận. Xem ở đấy nó coi nỗ không? Không. Ui, cắt lên phía này. Ui. Ui. Con này to lắm. Ôi chết rồi, bà kia bị rắn cắn rồi. Ui. Đi đâu rồi, vào trong này được nhỉ? Ê, bên này là rừng này mọi người này, bên này là rừng như này, nhìn chưa? Rừng bên này nó sang đây nó bảo nàng nó kiếm ăn rồi. Thế rồi đúng rồi, đúng lúc bà đi ra bà hái củi này, lấy củi này bị cắn rồi. Chết rồi. Ấy, quá. Nhanh được này, nhanh lắm. Bố đang muốn thằng Trương đưa đi viện nhá, thằng Trương. Đưa bà đi chưa? Đâu rồi? Bố ông chạy về xem bà ông bận ông xem là như nào, đưa bà đi đi. Đây là đứa. Ôi đứa bé, đứa luôn. Cái này chắc là sờ vào người nó cắn đúng không anh? Chắc là giặt củi thì đã túm vào người nó. Cứ tưởng củi đen thì đưa mắt các cụ giờ nhèm nhèm thôi. Cho ra đấy, cho ra Huế. Con này bây giờ bắt nó sao được anh? Cho ra đâu cũng bắt được, đẹp cũng bắt được đâu, muốn lắm. Tiếp gì?
dài mấy mét này, này về 2, về 3 mét. Đang cắn người rồi. Ấy à. Ấy à, ấy à. Đấy, đấy con nhìn chưa? Đó là giữ các bạn nhá. Nguy hiểm lắm. Đấy. Ôi, để đưa này cho nó thụt thụt đuôi à. Có bắt lắm. Ui, đi kia tung vào lấy cái to, lấy cái to đi à. Ui, đi kia tung viên tung 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 rồi. Ôi giữ giữ bám 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 đừng 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 ấy tập trung cái vào này mấy mét ui giời, ui giời, chưa. Mà con này bắt con này không vui anh rồi. Anh em ấy nhưng mà cũng không vui. Con này nguy hiểm quá rồi, nó cắn người. Nên rồi. Lý do là bà kêu bà bị cắn rồi anh em chặn luôn. Nhưng mà con này bây giờ phải đợi ấy về mà thả. Ấy, cái này anh phải em thả. Mà trong tôi cầm nên dừng vết luôn nên đâu. Gọi kiểm lâm về chứ. Ừ, phải gọi nó khả năng phải báo cho kiểm lâm.